Thấy rằng những quý vị ngồi ở phía xa của khán phòng ngày hôm nay, cái việc di chuyển đến sân khấu của chúng ta sẽ gặp đôi chút khó khăn. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ có những tình nguyện viên đến tận nơi để nhận tấm lòng tình nguyện của quý vị để chúng ta giúp đỡ cho những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện 108 của chúng ta. Và thưa quý vị, sau đây cùng với mạch cảm xúc ca ngợi những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, chúng ta sẽ đến với một sáng tác quen thuộc của thiếu tướng nhạc sĩ Đức Trịnh, bài hát Miền Xa Thẳm. Và với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiếng hát của ca sĩ Lan Anh. Rồi, cái này chết đấy. Chiều dài đất nước, đi tìm nhau giữa hai.